Vô minh là tội lỗi duy nhất. Sư phụ Thanh Hải vừa từng sư giảng vào ngày 28 tháng 5 năm 99 tại Cộng hòa Séc. Chào quý vị. Tôi quen biết nhiều người Séc sống ở Munich, Đức Quốc. Họ rất thân thiện và rộng lượng. Tôi biết một người rất đặc biệt. Ông làm chủ một nhà hàng Trung Hoa. Người Séc làm chủ một nhà hàng Trung Hoa. Ông cũng nấu món ăn Trung Hoa. Cho nên mỗi lần tôi đến nhà hàng ông đặc biệt cho thêm một chút gia vị cho tôi. Vì ông nghĩ tôi là người Trung Hoa thật sự, nên tôi ăn hơi cay. Ông rất quý mến tôi. Sau mỗi bữa ăn, ông luôn đánh đàn và hát tất cả những bài ca séc truyền thống cao đẹp cho tôi nghe. Ông là chủ nhà hàng và giàu có, nhưng trong ông vô cùng khiêm tốn và thái độ của ông vô cùng nhún nhường. Ông kể cho tôi nghe về quê hương của ông, về dân tộc ông, và hát những ca khúc hay đẹp khiến tôi yêu quê hương của chị. Nhưng vì trong ông rất khiêm tốn nên tôi không tưởng tượng là quốc gia của chị rất lộng lẫy, vô cùng mỹ miều. Ale protože on sám se choval a oblékal tak skromně, nedokázal jsem si podle něj představit, že vaše země je tak velkolepě krásná. Last night I just arrived and I said tối hôm qua tôi vừa đến và ra ngồi ở quảng trường lớn. Khu này rất nổi tiếng, có ngôi giáo đường cao lớn chọc trời, rất cao và đẹp tuyệt trần. Người ta treo đèn làm ngôi giáo đường có vẻ lóng lánh như bạc, như loại thủy ngân. Thật tuyệt vời, tôi không thể tưởng tượng, giống như chuyện thần tiên. Bởi thế tôi gọi người bạn của tôi ở Hoa Kỳ, tôi nói, anh phải đến đây và nhìn nước Séc xem. Giống như chuyện thần tiên. A jak se smívalo, ten kostel ozářilo světlo a kostel vypadal jako ze stříbra, leskl se, jako by byl ze rtuti. Bylo to úžasné a úchvatné. Zavolala jsem přátelům do Ameriky a říkala jsem, musíte sem přijet a podívat se na tuto zemi, která vypadá jako z pohádky. Ta nói với ông ta, tôi không biết tại sao Séc lại không nổi tiếng như các thành phố khác ở Âu Châu, vì nơi đây thật lộng lẫy. Ngoài tưởng tượng của tôi, thật đẹp. Nechápu, proč toto město není slavnější a proslulejší mezi ostatními městy Evropy, když je tak nadpomyšlení krásné. I'm so happy that tôi rất vui mừng là tình hình chính trị political situation of your country
ở quý quốc cho phép tôi có vinh hạnh viếng thăm xứ sở của quý vị. Bằng không, tôi sẽ bỏ sót một trong những nơi tuyệt đẹp nhất trên địa cầu. Ji navštívit a setkat se s vámi, jinak bych přišla o pohled na jedno z nejkrásnějších měst na této planetě. And also everything, the cost of living here. Và mọi thứ cũng so vậy. Giá sinh hoạt không đắt lắm. Money, với một ít tiền, quý vị có thể ở đây một thời gian dài. Poměrně s troškou peněz tu člověk vydrží dlouho. American money. Tiền Hoa Kỳ. Maybe it's different in your country. Có lẽ tại nước của quý vị thì khác, nhưng đối với tôi, người hay đi khắp thế giới, tôi so sánh với các quốc gia khác, giá sinh hoạt ở đây vô cùng thấp. To víte, já cestuji a když to srovnávám s jinými zeměmi, tak bych řekla, že tady ty životní náklady jsou opravdu nízké. I run around the whole city with the taxi. Tôi đi khắp thành phố bằng xe taxi, chỉ để xem đời sống nơi đây và đất nước quý vị đẹp ra sao. Và tôi chỉ trả khoảng gần 10 Mỹ Kim. Rất rẻ. Ở Hoa Kỳ, quý vị không thể đi quãng đường dài như vậy với giá 10 Mỹ Kim. V Americe byste si za ty peníze rozhodně takovou jízdu dovolit nemohli. Trở lại người bạn sách của tôi. Ông ta rất khiêm tốn và rất bình dị. Do đó, tôi khó tưởng tượng được bối cảnh từ nơi ông sinh trưởng, như quốc gia hoặc thủ đô của quý vị thật thu hút, thật mỹ lệ. Při svém skromném zezření a prostém chování opravdu nebudil dojem a nemohla jsem si podle něj představit, že pochází z takové báječné, nádherné země a z takového krásného města. I think most Czech people are like that. Tôi nghĩ đa số người Czech là như vậy. Họ không khoe khoang bề ngoài. Họ hướng nội. Giá trị của họ ở bên trong nhiều hơn. Čeští lidé, že jsou více obráceni do sebe, své hodnoty nosí v sobě a nepředvádějí se vnějšku. Tương tự như miền đất nguyên thủy, nguồn cội của mình, vốn là thiên đàng. Khi nhìn bản thân chúng ta thật bình thường, thật khiêm tốn, khó mà tưởng tượng được bối cảnh từ đó mình đến. Naší původní pravlasti, odkud všichni pocházíme, z ráje. Jsme všichni tak prostí, tak obyčejní, že si nedokážeme představit, odkud pocházíme. And we could not, of course, could not imagine. Dĩ nhiên chúng ta không thể tưởng tượng rằng điều Thánh Kinh nói là sự thật. Thân thể chỉ là giáo đường của Thượng Đế và chỉ có Thượng Đế ngự trong ta. Chúng ta nedokázali představit, že to, co je psáno v Písmě svatém, je pravda. Že tělo je pouze chrám, chrám, v němž Bůh přebývá, přebývá v nás. Maybe some of us believe that. Có thể một số người chúng ta tin rằng it's next to us, God is within us, but Thượng Đế ở cạnh chúng ta, bên trong chúng ta, nhưng không biết cách tìm được Ngài. Do đó chúng ta vô cùng đau khổ. Že Bůh je vedle nás, že Bůh je v nás, ale neumíme ho najít a proto tolik trpíme. And because of the suffering of the pressure of this, và bởi vì sự đau khổ do áp lực của thế giới vật chất này, chúng ta tiếp tục phấn đấu với đời sống. Đôi khi, chúng ta cư xử trái ngược với phán đoán tốt hơn của mình, và đôi khi, chúng ta tạo chiến tranh và xung đột giữa các quốc gia, giữa các tôn giáo và trong tôn giáo của mình. Právě vzhledem k tomuto utrpení, vzhledem k tomu, že neumíme najít toho Boha v sobě, vzhledem k té nízké vibraci tohoto okolního světa, někdy neumíme pojmenovat své trápení a potom vyvoláváme konflikty, konflikty mezi lidmi, konflikty mezi národy, konflikty mezi náboženstvími a dokonce uvnitř nich. So I have found that vì thế tôi đã tìm được
Giải đáp duy nhất cho tất cả xung đột và tranh đấu này là chúng ta phải trực tiếp nhận biết Thượng Đế. Chúng ta phải biết quyền bẩm sinh của mình. Chẳng hạn, nhưng nếu chúng ta là con cái của Thượng Đế thì phải lấy lại vinh quang này. Tato zápolení, musíme překonat tyto konflikty a vrátit se k tomu, do čeho jsme se narodili jako děti Boha a nositelé jeho slávy. Và bởi vì tôi đã phát hiện pháp môn này rất đơn giản, tôi phải chia sẻ với quý vị, bởi vì mỗi người chúng ta, mỗi người quý vị cũng có thể thấy Ngài trong kiếp này và thấy Thượng Đế tức khắc. Ngay khi muốn điều đó, chúng ta sẽ thấy Ngài. Chỉ nếu biết cách, že je to velmi snadné, že lze vidět Boha a vy všichni, jak jste tady, máte možnost Boha spatřit, jenom je třeba vědět jak. There is nothing easier than seeing God. Không có gì dễ hơn là thấy được Thượng Đế. Because God is within us. Bởi vì Thượng Đế bên trong mình. Thượng Đế là chính mình. Chúng ta là một phần, là đồng nhất với Thượng Đế. Chỉ là ảo tưởng của thế giới vật chất này đã chia cách và làm chúng ta cảm thấy mình là con người, là tội lỗi, bất lực, thấp kém, vân vân. Protože Bůh je v nás, protože my jsme součástí Boha, protože Bůh je naším já. To jenom fyzický svět dělá dojem, že nás odděluje. A potom trpíme, potom klesáme nízko, potom si připadáme bezmocní. Từ thời xa xưa, bao giờ cũng có con đường trở về thiên quốc, bao giờ cũng có cách để thấy Thượng Đế. Nhưng mình phải biết cách. Chúng ta phải biết một người biết rõ con đường đó và chỉ dẫn chúng ta. Thì việc này cũng đơn giản. Như việc ngắm hoa, nghe nhạc, hít thở, ăn uống, hoặc thương yêu nhau. Existuje cesta zpět k Bohu. Existuje způsob, jak Boha spatřit. Jenom musíme vědět jak. Jenom musíme mít osobu, která nám tuto cestu ukáže a povede nás za sebou. A pak se to stane stejně snadným, jako hledět na květiny, jako poslouchat hudbu, jako dýchat, jako milovat jeden druhého. Chúng ta muốn tìm Thượng Đế, muốn tin rằng Thượng Đế hiện hữu, nhưng chúng ta không tìm được Ngài, và chúng ta rất buồn. Tôi vinh dự được Thượng Đế chỉ thị tôi chia sẻ kiến thức này với các anh chị em trong địa cầu này. Že mě Bůh pověřil, abych tuto vědomost sdílela s bratřími a sestrami po celé této planetě. And I will do so until my last. Tôi sẽ làm việc này tới hơi thở cuối cùng ở địa cầu, để cho mọi người biết nhận thức sự vĩ đại của mình đơn giản ra sao, sử dụng tài sản bên trong của mình dễ dàng thế nào để cầu thông với Thượng Đế và để sống hạnh phúc trong từ trường tựa thiên đàng, trong khi vẫn tiếp tục phận sự trên địa cầu này. Ukazovat lidem, jak je to prosté, jak snadné to je spatřit svou vlastní velikost, spojit se znovu s Božím světlem a být šťastní, aniž přitom zanedbáme plnění svých povinností v tomto světě. Vì chỉ khi nhận biết Thượng Đế, chúng ta sẽ chấm dứt mọi thù hận và chiến tranh, mọi ngộ nhận giữa người và người. Boha poznáme, se dokážeme zbavit našeho hněvu, naší zášti a nenávisti. Chỉ khi biết Thượng Đế, chúng ta có thể xóa tan những ảo tưởng vật chất này đang bao phủ chúng ta trong cuộc sống hàng ngày và khiến chúng ta cảm thấy yếu đuối, tuyệt vọng, vô minh.
Và vì thế, phải chịu đủ mọi đau khổ. Jenom poznáním Boha dokážeme rozptýlit onu fyzickou iluzi, která nás obklopuje a za níž nemůžeme Boha poznat, která nás činí slabými, beznadějnými a lidmi, kteří nedokáží překonat tuto iluzi. Trước khi được sanh ra trong thế giới này, ngay cả trước khi hiện hữu, ngay cả trước khi được hình thành vào trong đời sống vật chất này, chúng ta đã lập nguyện rằng nhất định phải biết Thượng Đế. Ještě než jsme se stali existencí, ještě než jsme zhmotněli, přijali jsme přísahu, že musíme poznat Boha. Nhưng rồi khi ở trong nhà tù vật chất này, chúng ta quên mất. Sau đó, chúng ta cầu nguyện thiên đàng. Khi quá đau khổ với năng lượng vật chất thô thiển của địa cầu này, chúng ta cầu Thượng Đế. Lúc ấy Thượng Đế bao giờ cũng gửi một người trực tiếp từ Ngài, được chỉ thị của Ngài, hoặc được Ngài ủy quyền đến với chúng ta để chỉ chúng ta con đường. A trpíce, modlíme se k Bohu a Bůh nás vždy vyslyší a vyšle za námi svého posla, kterého pověřil, aby nám ukázal cestu. Bởi thế, Chúa Giê-xu đã đến, Đức Phật đã đến, các vị đại minh sư khác, thời quá khứ, hiện tại và tương lai cũng sẽ đến. Nếu nhân loại vẫn còn chìm đắm trong vô minh và bóng tối. A proto přišel Ježíš, proto přišel Buddha, proto přišli všichni ti velcí učitelé i minulosti, i současnosti a přijdou i v budoucnosti do té doby, dokud lidstvo bude zápolit a potýkat se se svou nevědomostí. And the masters always left behind. Các vị minh sư luôn luôn để lại giáo lý hữu ngôn và giáo lý vô ngôn. Za sebou vždy nechali učení i slovní, i mimoslovní. Giáo lý hữu ngôn là để thỏa mãn đầu óc, trí óc vật chất, trí lực của chúng ta. Učení ve slovech pokládá za své poslání uspokojit naši mysl, naši fyzickou existenci, náš fyzický mozek, naše intelektuální schopnosti. And the non-verbal teaching, which is very difficult. Giáo lý vô ngôn, điều rất khó tìm, rất khó phân biệt được, là trực tiếp cho linh hồn để có thể biết Thượng Đế. Které se velmi těžko odliší a rozpozná, je určeno přímo pro duši, aby poznala Boha. And this lineage, this pháp mạch này, sự truyền giáo lý vô ngôn này luôn tồn tại trên địa cầu này. Bao lâu loài người vẫn cần sự cứu rỗi, vẫn muốn về nhà, thì luôn có một người hướng đạo nắm giữ giáo lý vô ngôn này đang đợi chúng ta. Tento přenos vědění je tu neustále a bude neustále existovat do té doby, dokud lidstvo bude potřebovat průvodce, který mu předá toto neverbální učení a povede ho cestou k Bohu. And after we have the transmission, we can also pass. Sau khi đã được pháp mạch, chúng ta cũng có thể truyền xuống. Khi chúng ta đạt tới trình độ hiểu biết đầy đủ. Když tomuto přenosu dojde, a když dojdeme na určitou úroveň vědění, můžeme i my sami dále předávat. And so on, this lineage of unspoken. Cứ thế, pháp mạch của giáo lý vô ngôn từ Thượng Đế sẽ tiếp tục truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác qua những công cụ sống khác nhau của Thượng Đế, được Thượng Đế chọn. Nevysloveného vědění o Bohu bude tak pokračovat z generace na generaci, vždy prostřednictvím nějakého živoucího nástroje, který byl Bohem zvolen a pověřen. I have been fortunate to encounter
Tôi đã may mắn được gặp một trong những vị hướng đạo còn gìn giữ pháp mạch vô ngôn này. Tôi còn may mắn hơn nữa, vinh hạnh hơn nữa khi được phép chia sẻ pháp này với những ai muốn biết Thượng Đế, muốn trở về Thiên Quốc. Který byl nositelem tohoto nevysloveného a bezeslovného učení Božího a měla jsem tu čest a byla jsem vyznamenána tím, že mi bylo povoleno přenášet a předávat toto učení všem, kdo chtějí Boha poznat. And maybe later in the future you will do the same. Có thể tương lai sau này quý vị cũng sẽ làm như vậy. If God appoints us. Nếu Thượng Đế chỉ định quý vị. Biết Thượng Đế là mục đích duy nhất trong đời. Mọi việc khác chỉ là tạm thời. Giống như nước phải chảy về nguồn. Chúng ta phải đồng nhất thể với Thượng Đế lần nữa để thật sự được hạnh phúc, vĩnh viễn phúc lạc. Musíme se znovu spojit s Bohem, abychom byli opravdově šťastní a věčně potěšení. Then we will know that everyone. Lúc đó chúng ta sẽ biết những người bên cạnh chúng ta là Thượng Đế. Chúng ta sẽ thật sự ý thức điều này, sẽ tận mắt nhìn thấy như vậy. Chính linh hồn mình sẽ hiểu rằng mọi người là một phần của chúng ta và mọi người là một phần của Thượng Đế. Chúng ta không thể nào gây chiến với nhau được nữa, mà chỉ có tình thương. Dokážeme si to skutečně uvědomit, vidět to svýma očima, plně to procítit celou svou duší a budeme vědět, že každý kolem nás je součástí nás a je součástí Boha. Pak také nebudeme působit války a budeme jenom jeden druhého milovat. Thánh Kinh nói rằng chúng ta phải thương yêu láng giềng, thậm chí thương yêu kẻ thù của mình. Nhưng khó làm được vì chúng ta không nhận thấy sự vĩ đại của láng giềng, sự vĩ đại của kẻ thù và không nhận thấy sự vĩ đại của chính mình. Je to však pro nás nesmírně těžké, právě proto, že si nedokážeme uvědomit, jak velký může být náš blížní a dokonce i náš nepřítel, a pak také nechápeme, jak velcí a vynikající jsme my sami. Để biết được điều này, để có tình thương thực tế, có thể thật sự thương láng giềng, chúng ta phải biết chính mình. Lúc đó, chúng ta cũng biết người láng giềng, vì tất cả chúng ta đều vĩ đại như nhau. Vì chúng ta là con cái của Thượng Đế, là một phần của Thượng Đế, là Thượng Đế. Musíme nejprve poznat sami sebe, pak budeme také znát svého blížního a budeme vědět, že jsme všichni stejní, že jsme si rovni, že jsme součástí Boží, že jsme Bohem. Thượng Đế không thể ban bố hòa bình trên địa cầu nếu chúng ta không tự mình kiến tạo hòa bình, bởi vì chúng ta có lực lượng. Chúng ta là người đại diện của Thượng Đế ở đây. Chúng ta phải làm những việc mình nên làm trong cảnh giới này, vì chúng ta hiện hữu ở đây. Protože my jsme tím pověřeni zde na této své úrovni. Only if we have peace within ourselves. Chỉ khi nào có hòa bình trong tâm thì chúng ta mới có thể kiến tạo hòa bình. Chỉ khi nào thấy được Thượng Đế trong tâm, lúc đó chúng ta mới thấy Thượng Đế trong người khác. Můžeme tvořit mír. Teprve když dokážeme spatřit Boha v sobě, dokážeme spatřit Boha v jiných. And to see God, we must have some practical. Và để thấy được Thượng Đế, chúng ta phải có giải pháp thực tế. Không thể nói rằng tôi biết tôi là Thượng Đế, tôi biết Thượng Đế ở đó, tôi thương láng giềng, tôi muốn thương kẻ thù. Không phải dùng lời nói hoặc ao ước là chúng ta có thể cư xử theo cách mình muốn.
hoặc nhận biết Thượng Đế theo cách mình muốn. Thấy được Thượng Đế theo cách mình muốn, chúng ta phải làm điều gì đó. Říci, já jsem Bůh, já chci vidět Boha v ostatních, já chci milovat svého blížního. Nestačí to pronášet slovy. Musíme k tomu něco udělat. I'm going to show you how. Ukážu vám jak. Tôi sẽ chỉ cách cho quý vị. Làm điều gì đó không có nghĩa là phải di sơn, đảo hải, suốt ngày đổ mồ hôi, làm việc cực nhọc như cách làm việc tại thế gian này. Không, việc này rất đơn giản, rất thư giãn, giống như chúng ta đi ngủ. Abychom něco dokázali, neznamená to, že musíme přenášet hory, vysoušet moře, pracovat v potu tváře tak, jak to namáhavě musíme činit v tomto světě. Ne, je to velmi prosté, velmi uvolněné, docela jako když si lehneme, abychom spali. To see God is simple, like you see me. Thấy Thượng Đế đơn giản như quý vị thấy tôi. Tak jednoduché, jako vidíte mě. It's just that we have to use different eyes. Chỉ là chúng ta phải dùng con mắt khác. Quý vị không biết con mắt đó đâu, tôi sẽ chỉ cho quý vị. To see the physical things in this world, we use physical. Để thấy những thứ vật chất trong thế giới này, chúng ta dùng mặt trận. Để nghe âm nhạc trong thế giới này, chúng ta dùng tai trận. Nhìn để thấy thiên đàng, thấy cảnh giới thiên đàng, thấy khía cạnh vô hình của Thượng Đế. Chúng ta phải dùng thiên nhĩ, phải dùng thiên nhãn. Tôi sẽ giúp quý vị khai mở những công cụ này để quý vị thấy được thiên đàng khi còn sống. Užíváme svých fyzických očí, abychom slyšeli hudbu v tomto světě. Užíváme svých fyzických uší, abychom však spatřili věci nebeské, abychom spatřili svět nebe. Musíme užívat svých nebeských očí a svých nebeských uší. A nyní vám ukážu, jak to udělat. Lý do chúng ta không thấy Thượng Đế là vì chúng ta bận rộn, nhìn nơi khác, bận sinh nhai, bận kiếm sống, bận học đủ mọi ngôn ngữ và kiến thức trần gian. Chúng ta chỉ bận rộn, chỉ để hiện hữu nơi đây và quên rằng cội nguồn của mọi sức mạnh, cội nguồn của mọi ân điển, cội nguồn của mọi giàu sang nằm bên trong chúng ta. Một khi có thể tiếp xúc nguồn cội này, chúng ta sẽ có mọi thứ. Abychom se naučili jazykům, abychom získali tu či onu vědomost, ale přitom zapomínáme na to, že skutečným zdrojem naší síly, skutečným zdrojem všeho jsme my sami. A je třeba najít tento zdroj. Jakmile se chopíme zdroje, budeme mít všechno. I'm going to show you how to do just that. To se chỉ quý vị cách làm được như vậy. Get in touch with your treasure. Tiếp xúc với kho tàng của quý vị. Cũng như Thánh Kinh nói, đừng để kho tàng của con trên địa cầu, nơi mà mối mọt có thể tiêu hủy, nhưng hãy để kho tàng của con trên thiên đàng, nơi nó sẽ vĩnh viễn tồn tại. Tôi sẽ chỉ quý vị biết kho tàng vĩnh cửu ấy, nếu quý vị muốn biết. Mech a plíseň mohou zničit, nýbrž ukládejte své cennosti do nebe, kde budou věčné. A když budete chtít, ukážu vám, jak se to dělá. Everybody knows the Bible says that. Mọi người đều biết, Thánh Kinh nói rằng, hãy tìm Thiên Quốc trước, rồi mọi điều khác sẽ được thêm vào. Nhưng điều này đối với chúng ta vẫn chỉ là triết lý và không phải sự thật. Ta nói cho quý vị biết, đó là sự thật 100%. Hãy tìm Thiên Quốc trước, và mọi thứ sẽ đến với chúng ta. Nejprve hledej království Boží a vše ostatní ti bude dáno. Avšak my máme sklon si myslet, že je to jenom filozofické rčení,
že to není praktická pravda, ale já vám říkám, že je to přesně tak. Hledejme nejprve království Boží, pak nám vše ostatní bude dáno. That's why when somebody asks Jesus whether. Do đó khi có người hỏi Chúa Giêsu, Ngài có muốn làm vua Do Thái không? Ngài nói không. Vương quốc của ta không ở thế gian mà ở trên thiên đàng. Vì Ngài không bận tâm chút nào tới bản chất vô thường của thế giới vật chất này. A nechtěl být vládcem na tomto světě, neboť vše podstatné je tam. But of course, Jesus was the master. We don't have. Nhưng dĩ nhiên Chúa Giêsu là Minh Sư. Chúng ta không cần phải quá cực đoan, như từ bỏ gia đình, tài sản, việc làm của mình để thấy được Thượng Đế. Chúng ta có thể thấy Thượng Đế và tận hưởng thế giới cùng một lúc, nhưng sau khi thấy được Thượng Đế, sau khi biết được Thiên Quốc, chúng ta chỉ có thể phồn vinh hơn, vui hưởng ân điển nhiều hơn, cho dù ở thế giới vật chất này. Opustit svou rodinu, opustit svůj majetek, opustit svůj domov, abychom poznali království Boží. Ne, my můžeme činit to, co ve světě činíme, a přitom poznat Boha. A když ho spatříme a poznáme, jenom tím více budeme úspěšní v tom, čím ve svém životě žijeme. And after knowing the kingdom, sau khi biết Thiên Quốc, we will see how our lives change. Chúng ta sẽ thấy đời mình thay đổi kỳ diệu. Mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn. Mỗi ngày là một phép lạ. Mỗi ngày chúng ta sẽ thấy sự hiện hữu của Thượng Đế và cảm nhận tình thương Thượng Đế. Chúng ta có thể thấy Thượng Đế, thậm chí nói chuyện với Ngài, kể với Ngài các vấn đề của mình. Ngài sẽ cho chúng ta biết cách giải quyết. Jakmile poznáme zázraky, bude každý další den pro nás stejně zázračný. Budeme vnímat Boha, vidět Boha, budeme dokonce moci mluvit s Bohem, svěřovat se mu se svými problémy a naslouchat jeho radám, jak je řešit. The more intensively we know God, càng biết Thượng Đế sâu sắc hơn, đời sống chúng ta càng trở nên tốt đẹp hơn. Dĩ nhiên chúng ta trở nên thông minh hơn, nhiều tình thương hơn, biết rõ hướng đi trong cuộc sống và linh hoạt hơn, biết cách giải quyết những xung đột trong đời sống. Because we will be enlightened, bởi vì chúng ta sẽ khai ngộ, sẽ thành thánh nhân. Bởi vậy, từ thời xưa, con người tôn sùng các thánh nhân vì họ có trí huệ hơn, nhiều tình thương hơn, hiểu biết nhiều hơn chúng ta. Họ biết thiên đàng, biết thế gian, biết nhiều hơn so với người thường. Nhưng chúng ta có thể thành một trong các thánh nhân giống như họ, ít hay nhiều. Jakmile budeme osvíceni, budeme vlastně svatí. Proto také lidi odedávných dob zbožňují svaté, obdivují se jim a následují je, protože cítí, že jsou moudřejší, že více vědí o životě. Jakmile se naučíme poznat království Boží a necháme se jim prosvítit, budeme také do jisté míry svatí. I'm going to show you just how easy it is. Tôi sẽ chỉ cho quý vị thấy việc này dễ thế nào. Dễ vô cùng đến nỗi chúng ta không tưởng tượng được. Mỗi ngày quý vị sẽ thấy Thượng Đế như quý vị ngồi uống cà phê vậy. Không cần quá gắng sức để đạt được Thiên Quốc. Nhưng chúng ta phải tốn quá nhiều công sức để kiếm một mẩu bánh mì và nước uống ở địa cầu này. Số mệnh chúng ta thật sự bi thảm. Za to však na tomto světě musíme vynaložit velké úsilí, abychom si každodenně vydělali na kus chleba a trochu vody, a to je pro nás skutečně ubohý osud. Thank you very much for your attention.
Rất cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Quý vị đã hoàn toàn chú tâm. Tôi thấy quý vị khát vọng muốn biết Thượng Đế ra sao, và Thượng Đế biết điều đó. Vậy thế, Ngài đã phái tôi đến đây. Takže budu číst první otázku nejprve česky a potom ji přeložím do angličtiny. Jaký je nejrychlejší způsob překonání doby temné noci duše? What is the fastest way of overcoming of period? Cách nhanh nhất để vượt qua giai đoạn gọi là đêm tối của linh hồn là gì? Làm thế nào để vượt qua đêm tối của linh hồn? Hãy tiếp tục phấn đấu. Chúng ta chỉ có thể vượt qua đêm tối của linh hồn với ân điển của Thượng Đế. Vì thế, quý vị phải cố gắng nhiều hơn để cầu thông với Thượng Đế. Chỉ có ánh sáng thiên đàng nội tại xóa tan bóng tối và giúp chúng ta khai ngộ và hạnh phúc. Je třeba k zasvěcení duchovní učitel na fyzické úrovni? Do you need a physical spiritual leader? Ngài có cần một vị lãnh đạo tâm linh tại thế để truyền tâm ấn không? Yes and no. Cần và không cần. Cần bởi vì phải có một công cụ bằng thân thể để cho quý vị biết phải chú ý điều gì, làm thế nào để tránh ảo tưởng của lực lượng đen tối và cách nhận biết Thượng Đế, vân vân. Nhưng không cần, bởi vì Thượng Đế là Minh Sư, là Thánh Linh và sẽ truyền tâm ấn cho chúng ta trong tĩnh lặng. Vì thế, chúng ta không cần bất kỳ công cụ nhục thể nào. Na druhé straně ale vlastně toho fyzického učitele nepotřebujeme, protože nejvyšším učitelem je vlastně Bůh. Bůh nám řekne, Bůh nám vnukne, co máme dělat. Je to jeho světlo, které nám pomůže. Takže vlastně fyzického učitele nepotřebujeme. The teacher or a guide is necessary. Cần có vị thầy hoặc người hướng đạo là bởi vì chúng ta đã quên mất rất nhiều điều trên đường về thiên đàng và chúng ta có thể đi lạc. Cho nên Ngài có mặt ở đó để giúp chúng ta trong thời gian đầu cho đến khi chúng ta có thể tự đi một mình và đồng nhất với Thượng Đế. V počátečním stádiu zasvěcení je to proto, že jsme hodně ze svých znalostí o Bohu ztratili cestou k němu. A proto nám tu první periodu zasvěcení, poznání Boha může usnadnit. Nhưng không phải lời nói hay hành động hữu hình của vị thầy khiến chúng ta thấy Thượng Đế. Khi chúng ta mở lòng đón nhận Ngài, Thượng Đế sẽ tự động hiện hiện cho chúng ta thấy. Čin anebo slova takovéhoto průvodce, takovéhoto učitele, které nám mohou pomoci Boha zjevit, Boha ukázat. Bůh se nám ukáže sám v okamžiku, kdy se mu otevřeme. Vì thầy hoặc là người bạn tốt ở đó chỉ để hướng dẫn chúng ta cách khai mở. Ten je s námi jenom proto, aby nám ukázal, jak se otevřít. Věříte, že existuje jiná civilizace, která žije mimo zemi? Do you believe that there is another civilization living? Ngài có tin rằng có một nền văn minh khác đang hiện hữu dưới lòng đất không? Có chúng sinh sống khắp nơi, không những dưới lòng đất, mà còn trong địa cầu, trong bầu khí quyển, trong thượng tầng khí quyển, khắp nơi, mọi người, mọi sinh vật, mọi diễn biến, mọi thế giới đều hiện hữu cùng một lúc và trong cùng thế giới. Život je jeden, civilizace je jedna a všechno to se odehrává všude. Odehrává se to v našem světě, odehrává se to
pod světem, odehrává se to nad světem, odehrává se to v nás, ve všech. To vše se odehrává současně. Just as because we born into this physical. Chỉ vì chúng ta được sanh ra trong thế giới vật chất này. Chúng ta mù lòa, câm điếc hay là không biết các cảnh, tất cả các cảnh giới khác. Thế giới này phải là như vậy để chúng ta có thể tiếp tục đời sống vật chất này. Bằng không, thật ra không có cái gọi là một cảnh giới khác. Không có cái gọi là thời gian, quá khứ, hiện tại và tương lai. Đây là sự thần bí kỳ diệu của vũ trụ. Và chúng ta chỉ có thể hiểu khi đi sâu vào thế giới tâm linh và tự mình khám phá. Nemáme smysl pro rozměry, jsme slepí, neslyšíme, neumíme mluvit. A tak to má být, protože svět skutečně existuje jenom tímto okamžikem. Není minulost, není přítomnost, není budoucnost. Je prostě něco, co existuje teď a my to musíme poznat. Nhưng biết thế giới vật chất và đồng thời biết cảnh giới thiên đàng cũng là một điều hay. Chúng ta có thể biết cả hai thế giới. Hiện tại, đa số người chỉ biết thế giới vật chất và không biết gì về cảnh giới thiên đàng. Ale existuje také svět nezemský, nebeský a máme možnost poznat oba tyto světy. Có những chúng sinh, những thế giới khác tốt hơn thế giới của chúng ta và cũng có những tinh cầu tệ hơn địa cầu của chúng ta về nhiều phương diện khác nhau như kỹ thuật, tâm linh, v.v. Existují světy, které jsou lepší než ten náš, ale existují také planety, které jsou horší, kde jsou podmínky k životu horší, kde je třeba méně rozvinutá technologie, anebo kde i spirituální podmínky jsou horší. Věříte v převtělování? Do you believe in reincarnation? Ngài có tin vào luân hồi không? Ano. Có. Existuje. Luân hồi hiện hữu. Quý vị cũng có thể thấy trong lúc thiền định. Có nhiều trẻ em được sanh ra cho đến 4, 5 tuổi, hoặc đôi khi 8 tuổi, vẫn còn nhớ tiền kiếp của mình, vẫn nhớ được căn nhà tiền kiếp của họ, cách căn nhà hiện tại rất xa, vẫn có thể nói được ngôn ngữ địa phương đó, vẫn còn nhớ tên của cha mẹ và những vật dụng trong nhà trong kiếp trước. Vẫn có thể chỉ ra dù rằng chưa từng đến đó trong kiếp này. Quý vị đọc báo sẽ có nhiều bài tường trình như vậy. Malé děti ve věku 3, 4, 5 až 8 let si ještě pamatují příběhy ze svého předešlého života. Pamatují si třeba, kde bydleli, pamatují si, jak se jmenovali jejich rodiče. Dokáží si vzpomenout, jak byl vybaven jejich dům. Dokážou ukázat různé předměty. I když třeba nikdy v tomto domě nebyli, protože se prostě narodili někde úplně jinde. Noviny o tom píší, takových případů je velká řada. Nhưng đề tài này thật bao la và sâu sắc, mất rất nhiều thời giờ để giải thích. Không phải chỉ là hiện thân từ thân thể này sang thân thể khác, hoặc từ kiếp này sang kiếp khác. Có rất nhiều điều rất vi tế, rất huyền bí. Chúng ta sẽ từ từ khám phá những điều này nếu chúng ta tọa thiền mỗi ngày. Và Thượng Đế sẽ dạy chúng ta mọi việc. Je to mnohem složitější, mnohem subtilnější, ale k tomu všemu se budete moci dopracovat meditací. Bůh vám tohle všechno vysvětlí. Je cílem duchovní cesty poznání Boha jako osoby, nebo je to uvědomění si božské povahy nás samotným? Mục tiêu của con đường tâm linh là để nhận biết Thượng Đế như một người, hay để thừa nhận phẩm chất thiêng liêng của chúng ta, để thừa nhận phẩm chất thiêng liêng của chúng ta. Sẽ thừa nhận không phải bằng tri thức, mà là thật sự chứng kiến bằng mắt trí huệ.
thật sự nhận biết bằng linh hồn, bằng linh thể của chúng ta. Giống như chúng ta thật sự biết về những đóa hoa hoặc là viên kẹo này qua nhục thể và nhận biết Thượng Đế cũng minh bạch như vậy, nhưng chỉ qua linh thể của mình. Tuto božskou podstatu si ale nedokážeme uvědomit nějakým intelektuálním postupem. Dokážeme to pouze tehdy, když nám to bude vnuknuto, když se k tomu dopracujeme, když si uvědomíme, že existuje určitá spirituální bytost, která je Bohem, a tato bytost je vlastně totožná s námi. God can also appear as a human form. Thượng Đế có thể hiện ra trong hình dáng con người, như một người trong giai đoạn đầu, để chúng ta có thể biết Ngài và cảm thấy gần gũi với Ngài hơn, dễ đồng nhất với Ngài hơn. Nhưng Thượng Đế tối cao là vô hình vô tướng, chỉ là một biển ánh sáng và tình thương rực rỡ mà quý vị không thể nào giải thích bằng ngôn ngữ giới hạn của trần gian. Se nám také může zjevit ve fyzické formě, v podobě člověka, tak aby se nám stal bližším, přinejmenším v tom počátečním stádiu zasvěcování, tak abychom se s ním mohli ztotožnit, abychom ho lépe poznali. Ale skutečný Bůh je nehmotný a my ho vlastně můžeme spatřit jako nekonečné moře zářícího světla, jako něco, co nás pohltí, jako něco, co nás osvítí. Cuối cùng thì chúng ta sẽ trở thành đồng nhất thể với biển tình thương này. Rồi chúng ta sẽ không còn nghĩ rằng chúng ta cách biệt với Thượng Đế hoặc có Thượng Đế, có ta, mà chỉ có một thôi. Kdy se vám podaří se stotožnit s tímto mořem světla, s tímto mořem lásky, už nebudete přemýšlet o Bohu a o sobě jako o dvou různých věcech. Stanete se jedním. Đây là thể nghiệm kỳ diệu nhất chúng ta có thể mong cầu. Chúng ta không thể trao đổi báu vật của toàn thế giới để có thể nghiệm này. Chúng ta phải nỗ lực, thành tâm tu hành và có thể nghiệm này cho chính mình. A musíme se snažit ze všech sil, aby nám tato zkušenost nebyla odepřena, abychom ji dokázali prožít. Můžete něco povedat z duchovného hlediska o situaci v Kosovu? Could you tell us something from the spiritual? Xin Ngài có thể cho chúng con biết quan điểm tâm linh của Ngài về tình hình ở Kosovo không? Tôi có thể nói gì về sự vô minh của nhân loại đã đưa con người đến việc tàn sát nhau trong máu lạnh? Co mohu říci o ignoranci lidstva, která vede k tomu, že se lidé navzájem zabíjejí? Tôi có thể nói gì với những người chịu rất nhiều gian khổ trong cuộc chiến, những người mất cha mẹ, mất con cái, mất mọi thứ mà họ đã làm cả đời để có được? Chci říci o těch, které válka vystavila nesmírnému utrpení, kteří ztratili rodiče, kteří ztratili děti, kteří přišli o všechno, pro co celý život pracovali. Tôi chỉ có thể cầu nguyện để nỗi đau khổ của họ được xoa dịu bằng cách nào đó. Thượng Đế sẽ gia trì họ bên trong để họ biết rằng đời sống là vĩnh cửu và Thượng Đế luôn thương họ, cho dù họ xấu hay tốt và cho dù họ mất bao nhiêu ở thế giới này, thiên đàng vẫn là của họ. Mohu se jenom modlit, aby jim Bůh jejich utrpení ulehčil a aby se jim zjevil, aby ho ve svém vnitřku poznali a aby zjistili, že ať v této válce přijdou o všechno, tak že existuje život věčný, kde jim všechno bude vynahrazeno. To chỉ có thể nói rằng, nếu chúng ta, những người thành tâm cầu đạo, cố gắng tối đa để nâng cao tâm thức mình lên một trình độ hiểu biết cao hơn, thì thế gian sẽ là một nơi tốt đẹp hơn. My, kteří aspirujeme na spirituálnější způsob života, můžeme prostřednictvím své snahy tento svět zlepšit, pozvednout je, aby se stal lepším místem.
Chỉ qua cách nhận biết Thượng Đế bên trong chúng ta là Thượng Đế, chúng ta mới có thể tôn kính vị Thượng Đế ngồi trước mặt hoặc là bên cạnh chúng ta. Dokážeme rozeznat Boha i v tom, kdo sedí proti nám, nebo kdo sedí vedle nás. Chỉ với tình thương của Thượng Đế mới có thể hóa giải mọi hận thù và mọi dị biệt giữa các anh chị em, và chiến tranh sẽ chấm dứt. S pomocí Boha, pouze díky Boží lásce, dokážeme vykořenit veškerou nenávist, která nás zatím rozděluje. Since ancient times, từ thời xa xưa, chúng ta đã gây chiến với nhau, tàn phá tài sản và dinh dưỡng của địa cầu, thậm chí hủy hoại giáo lý của các vị minh sư, thậm chí phương hại thân thể và cách sống của các ngài. Điều đó đã mang lại gì cho chúng ta? Chúng ta không được gì từ chiến tranh. Od nepaměti spolu válčíme, ubližujeme si, ničíme tuto zemi, ničíme si navzájem obživu, ničíme si navzájem majetek, ničíme všechno to, co je pro nás drahé, dokonce ničíme učení našich učitelů a ničíme dokonce i je samotné, ubližujeme jejich tělům, ničíme památky na ně. A k čemu nám to je? Nic dobrého nám to nepřineslo. I feel sorry. Tôi cảm thấy thương xót cho những ai tạo ra chiến tranh, cũng như thương xót các nạn nhân. Já cítím velkou lítost za jednoho každého Kosovana a cítím za ně lítost jakožto za oběť. But I feel even more sorry. Nhưng tôi càng thương xót nhiều hơn cho những ai phát động chiến tranh, bởi vì họ rất xa Thượng Đế, họ quá tuyệt vọng, cho nên phải dùng đến bạo lực. Ale ještě mi těch, kteří tuto válku způsobili, protože oni byli v situaci, která je přiměla, že tuto válku, tuto agresi vyvolali. Họ cảm thấy rất thiếu thốn tình thương bên trong, khiến họ phải kêu khóc. Trong một cách bạo lực như vậy, bởi vì họ quá tuyệt vọng. Họ bị đắm chìm quá sâu trong ảo tưởng của cuộc đời. Jsou to lidé, kteří mají v sobě takové zoufalství, takový nedostatek lásky, že toto zoufalství se u nich projevilo právě tou agresí, tím uchýlením se k válce. Oni zabředli nesmírně daleko a nesmírně hluboko do iluzí o životě. Đối với những người không còn biết điều gì đúng sai, chúng ta chỉ có thể thương xót họ. Tomu, který už nedokáže rozeznat, co je dobro a co je zlo, můžeme pociťovat pouze soucit. Chúng ta có thể cầu Thượng Đế gia trì cho họ có thêm trí huệ và tình thương, để họ có thể được thức tỉnh, để có một lối sống tốt đẹp hơn. Můžeme se pouze modlit Bohu, aby jim požehnal, aby je osvítil, aby jim dal možnost rozpoznat, co je dobro a zlo, aby se i oni mohli napravit. Chúng ta có thể giúp rút ngắn cuộc chiến và giảm xung đột theo chiều hướng tốt đẹp hơn, hoặc chấm dứt nếu chúng ta cùng kết hợp năng lượng và ý nghĩ khẳng định lại và tọa thiền hàng ngày cho địa cầu này tốt đẹp hơn. Válku můžeme zkrátit a můžeme ulehčit úděl těch, kteří jsou válkou postižení, jestliže spojíme svoje síly dohromady. Jestliže budeme myslet pozitivně, jestliže budeme každý den meditovat. Mặc dù những nạn nhân của cuộc chiến chịu nhiều đau khổ trong cuộc đời này, Thượng Đế sẽ chào đón họ trong đời sống sau khi chết. Ale války, i když v tomto životě tolik vytrpěli, budou Bohem přivítány. Vì vậy, tôi đến đây để cố gắng nhắc nhở rằng quý vị có lực lượng bên trong để gia trì thế giới, để chấm dứt chiến tranh, để giảm sự đau khổ. Tùy vào quý vị có tận dụng lực lượng này hay không. Můžete být požehnáním pro tento svět, že můžete světu ulehčit, že můžete zastavit válku. Je to pouze a jedině na vás.
Càng có nhiều người thức tỉnh, thế giới càng ít bị rắc rối. Čím více osvícených, probuzených lidí, tím méně bude na tomto světě potíží a bolesti. Our world is getting better. Thế giới chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Có thêm nhiều người tu hành, ăn chay, ăn thuần chay. Và trong vài thế kỷ tới, chúng ta hầu như sẽ thấy thiên đàng tại thế. Nếu chúng ta sống lâu vậy, více duchovnímu světu. Stále více lidí například jsou vegetariány. Já věřím, že pokud budeme ještě naživu za 100 let, tento život, tento svět bude rájem. Co dělat pro to, abych dokázala žít v přítomnosti? What shall I do in order to be able to nên làm gì để có thể sống trong hiện tại? Practice present concentration. Hãy luyện tập tập trung vào hiện tại. Cvičit koncentraci v přítomnosti. Mỗi khi nghĩ về quá khứ hay tương lai, hãy mang tâm của quý vị trở lại giây phút trước mắt. Hãy gắng làm cho đến khi điều này trở thành tự nhiên. Đường lối tâm linh có nghĩa là gì? Giống đường lối của thế gian. Đây là trong thế giới tâm linh. Chúng ta bước đi trong thế giới tâm linh và chúng ta gọi đó là đi trên con đường tâm linh. Giống như chúng ta bước đi trên thế giới này, có nhiều cách trên thế giới này để làm bổn phận của mình. Như chúng ta phải làm việc, phải kiếm tiền, phải xây cất nhà cửa, phải chăm sóc con cái, cha mẹ, vợ chồng của mình, vân vân. Đây là đường lối của trần gian. Cesta v angličtině může znamenat cesta, ale také způsob. A právě tak jako ve svém fyzickém životě máme způsoby, máme cesty, jak vydělávat peníze, jak zajišťovat náš každodenní život, jak se starat o děti, jak se starat o manžela nebo o manželku. Právě tak existují způsoby duchovní. Và con đường tâm linh là đường lối của người tu hành. Những người sống trong cảnh giới tâm linh cao đẳng hơn trong linh hồn của họ. Lúc đó, họ phải sống theo cách các linh hồn cao đẳng ở thế giới bên trên. Như vậy, để chúng ta có thể gần hơn với thế giới tâm linh, cảnh giới thiên đàng, cảnh giới cao đẳng. Và lúc ấy chúng ta gọi đó là con đường tâm linh. Ten, který směřuje k nějakému duchovnímu světu, který touží se povznést, pohybuje se v tom duchovním světě, ve spirituálním světě, který je výš nad tím fyzickým světem. To je tedy spirituální neboli duchovní cesta. Yes. Như là ngoài việc đi con đường của trần gian, mưu sinh, vân vân, chúng ta cũng sống đời sống tâm linh, như mở rộng tình thương đến mọi loài vật hoặc chúng sanh, không ăn thịt động vật, không gây đau khổ cho họ, dù gián tiếp hay trực tiếp, chúng ta không tạo đau khổ cho những chúng sinh khác và người láng giềng bằng cách trộm tài sản họ, gian lận, nói dối, hoặc là không thành thật với người hôn phối, để rồi gây đau khổ trong gia đình. Do đó, chúng ta có đời sống lương thiện, trong sạch và tập cầu thông với Thượng Đế mỗi ngày, tập thương yêu người láng giềng. Những điều này gọi là con đường tâm linh. Duchovními cestami nebo duchovními způsoby, chcete-li, můžeme ovšem nazývat i způsob života, kdy budeme rozšiřovat svou lásku i na zvířata, na němou tvář, nebudeme jim ubližovat, nebudeme požívat jejich maso, budeme se dobře starat o svou rodinu, o své děti, o svého manžela, manželku. Nebudeme krást, nebudeme lhát, nebudeme si počínat tak, abychom v rodině způsobovali neštěstí. I tohle je spirituální nebo duchovní způsob života. Để là một người hoàn mỹ,
Chúng ta nên sống theo con đường tâm linh, cùng với con đường trần gian. Bằng không, chúng ta chỉ là nửa người hoặc phàm phu. Musíme vést duchovní život právě tak, jako vedeme život fyzický. Pokud budeme vést pouze život fyzický, budeme jenom polovinou člověka. Cíl existence člověka. Proč ty války jsou a katastrofy? Váš názor na islám. Kdo vítězí kdy? The purpose of the mục đích của đời sống con người. Why are the Tại sao có chiến tranh? Why are the catastrophes? Why are the thảm họa và thiên tai? Mục đích của đời sống là để nhận biết Thượng Đế. Chúng ta sanh ra ở đây chỉ để nhận biết mình là Thượng Đế. Vì nếu ở với Thượng Đế, chúng ta không thể biết Thượng Đế. Phải là bóng tối để mình có thể thấy ánh sáng. Smyslem života je poznat Boha. Smyslem života je poznat, že i my jsme Bůh. Na to, abychom viděli světlo, musí být nejdříve tma. Câu hỏi khác là tại sao có chiến tranh, tại sao có tai nạn, tại sao có thảm họa, vân vân, phải không? Quý vị thấy đó, chính chúng ta tạo ra mấy điều này. Tôi rất tiếc phải nói vậy. Chúng ta chịu trách nhiệm cho mọi việc xảy ra với mình. Otázka se týkala válek a katastrof. Proč existují? Je mi líto, ale musím říci, že jsme si je způsobili sami tím, jak se chováme, tím, jak žijeme. Vì chúng ta cũng là một phần của Thượng Đế và có lực lượng sáng tạo. Mỗi khi nghĩ về điều gì có tình thương, nhân từ và đúng đắn, chúng ta tạo một từ trường tốt hơn và thể nghiệm một môi trường tốt hơn. Ale kdykoliv pomyslíme na něco hezkého, na něco milého, na něco plného lásky, tím vytváříme lepší atmosféru. A v takovéto atmosféře můžeme najít Boha. Giống như khi chúng ta thương mến nhau, hoặc khi đang yêu, có phải quý vị cảm thấy dễ chịu không? Mặc dù không thể chứng minh tình yêu là gì và không thể chạm vào nó, quý vị biết đó là tình yêu và cảm thấy thật vui sướng, thật sung sướng. Je to krásný pocit, i když láska jako pocit je něco nehmatného, nemůžete se toho dotknout, ale je to velice příjemné. And everyone around us also affected. Mọi người xung quanh cũng được niềm hạnh phúc này ảnh hưởng. Jako kdyby se toto štěstí kolem nás dotýkalo všech lidí, kteří jsou. Khi đang yêu, chúng ta có thể thương yêu mọi người, cũng có thể hôn mọi người do ái lực của chúng ta. A vlastně už potom naše láska a naše city směří k tomu jedinému člověku, protože právě tohle je síla té lásky. And when contrary, ngược lại, khi ghét ai, chúng ta tạo sự thù hận, khi ganh tị, khi có lại phẩm chất và thái độ thấp kém, chúng ta tạo nên bầu từ trường rất phủ định và từ trường này sẽ trở lại ảnh hưởng chúng ta và những người xung quanh ta. Nízké pocity, pak okolo sebe vytváříme atmosféru nenávisti, která se šíří a postihuje i lidi, kteří jsou kolem nás. And when too much of these negative, khi quá nhiều từ trường phủ định và thù ghét, were created and they are drawn together by the law, chúng sẽ hội tụ theo định luật đồng thanh tương ứng, rồi chúng sẽ trở nên rộng lớn và có lực lượng hơn. Điều đó thậm chí sẽ ảnh hưởng thời tiết, ảnh hưởng lòng người, và điều đó sẽ gây ra tai họa và tạo chiến tranh. Když nenávisti a nízkých pocitů příliš mnoho, vytvoří se atmosféra, která může ovlivnit dokonce i počasí, která může vyvolat přírodní katastrofy a která může vyvolat válku. Quý vị không để ý thấy, đôi khi quý vị có tâm trạng giận dữ và trả lời rất gay gắt đối với người khác, rồi họ cũng cảm thấy bực tức và giận dữ đối với quý vị sao? Rồi đôi khi cuối cùng, hai bên sẽ tranh cãi nhau do từ trường giận dữ và thù ghét nặng nề đầy áp lực này. Nenávist nebo agresivitu, někdo vám něco řekne, vy mu odpovíte zlobným způsobem a ten člověk také reaguje podrážděně a tím se vytváří atmosféra nenávisti, nespokojenosti. Je to jako kdybyste nesli nějaký přetlak, nějaké břemeno.
Vì vậy, khi rất nhiều sự kiện như vậy phát sinh trong bầu khí quyển, nó trở thành sự thật, nó hiện thành tai họa hữu hình, như thời tiết xấu, chiến tranh hay bệnh dịch. Když je takovéto nenávisti v atmosféře příliš mnoho, zhmotní se v nějakou pohromu, v nějakou katastrofu, ať už je to špatné počasí, ať už je to válka nebo epidemie. And it, this atmosphere, of course, từ trường này dĩ nhiên sẽ bị thu hút đến nơi nào đã có phẩm chất này dày đặc nhất. Yeah, it will. Nó sẽ hội tụ năng lượng phủ định khắp nơi lại, nơi đã có sẵn cái gọi là khối năng lượng phủ định dày đặc nhất, rồi nó sẽ xảy ra. Nhiều điều tai hại sẽ xảy ra ngay ở đó. V některých částech světa vytvořit takové chuchvalce záporné energie, ke které se přidávají další záporné emoce, tak jak jsou přitahovány z celého světa, a tam se potom může skutečně odehrát něco špatného. Cho nên trong đời sống, chúng ta nên ban tặng tình thương ngày càng nhiều, suy nghĩ trước khi hành động và dừng lại trước khi nghĩ điều gì phủ định. Trong cách này, chúng ta cũng đóng góp vào nền hòa bình thế giới. V našem životě, v našem světě se může stát mnoho negativních věcí a tyto věci můžeme i my vyvolat. Takže předtím, než cokoliv řekneme nebo uděláme, přemýšlejme, jestli nemůžeme tomu zápornému nějakým způsobem přispět a jestli bychom naopak nemohli udělat něco dobrého, abychom tento svět učinili lepším. Như đã đề cập trước đó, vô minh là điều duy nhất gây nên mọi điều không tốt xảy ra cho chúng ta. Vô minh, không nhận biết Thượng Đế, đó là tội phạm duy nhất trong thế giới này và bất cứ thế giới nào khác. Tím nejhorším zlem je nevědomost. To nevědomost, to, že neznáme Boha, může za všechno to zlé, co se v tomto a v jiných světech odehrává. Bởi vì nếu được khai ngộ, nếu biết Thượng Đế, chúng ta sẽ rất hạnh phúc, rất hỷ lạc. Không bao giờ có thể làm điều gì sai trái, hoặc rất ít khi làm lỗi, bởi vì chúng ta khai ngộ, có trí huệ và biết phải trái. Když jsme poznali Boha, jsme sami tak šťastní a tak blažení, že nemůžeme prostě někomu způsobit nějaké zlo, anebo ta pravděpodobnost je úplně minimální, protože sami jsme šťastní a to štěstí kolem sebe šíříme. Do đó, điều tốt nhất bất cứ ai có thể tặng chúng ta là sự khai ngộ. Thứ tốt nhất tôi có thể cống hiến cho quý vị là sự khai ngộ, tốt hơn cả vàng, kim cương, hoặc bất cứ gì gọi là quý nhất trên thế gian này. To nejlepší, co vám kdo může nabídnout, je osvícení. To nejlepší, co já pro vás mohu udělat, je osvícení. Je to mnohem víc než všechno zlato a všechny drahokamy tohoto světa. Bởi vì, cho dù tôi cho quý vị tiền bạc hay nhà cửa, những thứ này cũng sẽ bị hư hoại, cũng sẽ có thể bị chiến tranh tàn phá, hỏa hoạn hoặc là tai nạn. Nhưng nếu tôi cho quý vị sự khai ngộ, quý vị sẽ tự có thể làm mọi điều quý vị cần làm và kiếm được tất cả những gì quý vị cần kiếm, bảo vệ và chăm sóc bản thân mãi mãi. Cho dù mất nhà cửa hay là mất tiền bạc, quý vị sẽ không bao giờ mất sự khai ngộ hoặc trí huệ của mình. Quý vị luôn có thể bắt đầu trở lại, luôn có thể tìm được cách sinh tồn tốt đẹp hơn trong thế giới này. Vì vậy, đó là món quà quý nhất Thượng Đế ban cho chúng ta. To jsou věci pomíjivé, o které můžete přijít. Můžete o ně přijít, když vám dům schoří, nebo vám ho zničí válka, nebo nějakou jinou katastrofou, ale pokud vás osvítím, pokud vám přinesu tento dar, potom se všeho tohohle můžete dopracovat sami. Dokážete pracovat tak, abyste si upatřili všechno to, co potřebujete. A nebo, i když o hmotné statky přijdete, budete vědět, že právě to osvícení je něco, co vám nikdo nikdy vzít nemůže. Takže osvícení, moudrost, to je ten nejlepší dar. Jakou roli hraje pokora ve vašem životě? Khiêm tốn đóng vai trò gì trong cuộc đời của Ngài? Tất cả chúng ta nên có lòng khiêm tốn.
Lòng khiêm tốn thật sự đến khi chúng ta nhận biết mọi người đều là Thượng Đế. Sự khiêm tốn thật sự đến từ trong tâm, không phải hành động bên ngoài. Pravá pokora je v srdci, není to něco, co ukazujeme na venek. Cầu Thượng Đế gia trì quý vị, dù là cách nào quý vị chọn cho cuộc đời. Žehnej vám Bůh, ať již směřujete do jakékoliv části života.